Nhiều anh chị em nhà mình hỏi rằng Haloma có tấm cắt theo kích thước yêu cầu không, thì Hà xin trả lời cho các anh chị trong video này, đó chính là có cắt theo kích thước yêu cầu ở nhà mình nhé. Và ngoài những kích thước cố định như là hàng 3m, 3m rưỡi như thế này ra, thì Haloma còn cắt theo kích thước yêu cầu cho các anh chị em nhà mình trong cái quá trình thi công mà chủ nhà yêu cầu những cái kích thước vừa với cả khổ nhà của gia đình. Và đây các anh chị em nhà mình ơi, đây chính là tấm nhựa nano ốp trần tường mà trong thời gian vừa qua mọi người đang rất là ưa chuộng. Kích thước cố định của nó thì thông thường đang là dài 3m này, rộng 40cm và dày 9mm. Một hộp như thế này thì sẽ được đóng gói là 6 tấm một hộp. Và đây là mã của nó này. Haloma thì có khá là nhiều các cái kích thước khác nhau. Và những kích thước có sẵn ở trong kho thì nó sẽ là dài 3m như thế này. Có sẵn cả 3m rưỡi và 4m nữa. Màu sắc thì khá là đa dạng. Chị em nào nhà mình đã từng qua tham quan kho Haloma rồi thì sẽ biết được cái màu sắc của nó. Cũng như là một số các anh chị mà cần những cái bộ mẫu hay là đã sở hữu những cái bộ mẫu ở trên tay thì có rất là nhiều màu sắc như thế này. Từ màu vân gỗ, màu hoa giấy đến những cái tông màu gỗ đậm, gỗ nhạt, hay là những cái hoa màu trắng hay hoa màu vàng, vàng sang trọng thì Haloma đều sở hữu ở trên tay. Và đáp ứng cũng như là phù hợp với rất là nhiều những thị hiếu của từng lứa tuổi khác nhau. Những gia đình có trẻ nhỏ thì mình có thể sử dụng tông màu hoa giấy nhẹ nhàng thay cho giấy dán tường khi tường nhà của chúng ta bị ẩm mốc và bong chóc, không dùng được giấy dán tường và muốn sử dụng một dòng vật liệu nó bền hơn thì mình có thể tham khảo về tấm Haloma. Và anh chị nào nhà mình thích những cái tông màu nhẹ nhàng, dễ dàng vệ sinh, lau chùi thì mình có thể sử dụng sang những cái tông màu vân đá. Những cái tông màu vân đá thì thông thường là không bao giờ bị lỗi thời. Còn một số những gia chủ thì sẽ thích những cái tông màu vân gỗ. Tông màu gỗ này thì đặc biệt là khu vực miền Bắc mình ạ và miền Trung thì sẽ vô cùng là thích những cái tông màu như là tông màu này. Điều đặc biệt trong những cái sản phẩm của Haloma, những cái thớ gỗ của Haloma sẽ lựa chọn dạng những cái thớ gỗ già, những cái vân gỗ to và già như thế này thì nhìn nó rất là chân thực. Bên cạnh những cái vân gỗ to và vân gỗ già như thế này thì mình có thể lựa chọn những cái vân gỗ sọc thì khiến cho chúng ta giấu đi được những cái điểm nối ghép tấm với nhau. Thường thì Haloma được nổi tiếng với ở trên thị trường rằng là những cái mối ghép của tấm Haloma rất là khít. Về cơ bản khi chúng ta làm tường hay làm trần nano thì nó sẽ có những cái vệt ghép giữa hai tấm với nhau, nó không thể nào mà phẳng khít được như thạch cao. Tuy nhiên thì với những cái ưu điểm mà nó mang lại như là khả năng chống ẩm mốc, chống mối mọt, chống cong vênh, đặc biệt phù hợp với cả khí hậu của Việt Nam mình thì nó vẫn đang là một lựa chọn hoàn hảo trong các cái dòng vật liệu mà chúng ta cải tạo nhà cũ hoặc là làm mới cho ngôi nhà của mình. Thì khi mà ghép hèm và tấm vào với nhau như thế này thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ nhìn được cái những cái mạch ghép của nó như vậy. Mình sẽ để so le tấm đi. Đấy, và với Haloma thì gần như cái mạch này nó đã rất là khít so với những dòng khác ở trên thị trường. Vì vậy là với những cái ưu điểm mà nó mang lại so với những cái dòng vật liệu khác thì một cái điểm nhỏ như vậy thì nó cũng không đáng kể gì, đúng không các anh chị? Và trên thực tế thì lượng người dùng Việt Nam hiện nay đang lựa chọn sử dụng sang dòng tấm này đang tăng trưởng rất là mạnh. Nó cũng là một cái câu trả lời cho cái điều đó. Haloma thì có gửi tặng các anh chị những bộ mẫu như thế này, những các tấm mẫu như thế này để cho những anh chị nào nhà mình làm đại lý, nhà phân phối có thể tiện dễ dàng cho khách hàng của mình xem được màu cũng như là chọn màu, tông màu trong ngôi nhà của mình được chính xác hơn. Các anh chị có thể tải những cái bộ mẫu hay là catalog về điện thoại của mình để thuận tiện cho các anh chị chủ nhà xem được tốt hơn. Ngoài ra thì các anh chị nào mà cần mẫu cứng như thế này thì có thể inbox lại cho Haloma hoặc là đăng ký vào trong cái đường link mà Hạ sẽ để ở trong phần mô tả. Các anh chị đăng ký vào đó để Haloma gửi về cho nhà mình được tốt hơn nha. Và Hạ xin tổng hợp lại một chút, Haloma để có cắt theo kích thước yêu cầu. Như anh chị nào mà cần gấp thì mình có thể là lấy những hàng có sẵn. Như thế nào thì Haloma cũng đều phục vụ cho các anh chị, miễn là các anh chị có được công trình được tốt hơn, làm được cho công trình của mình được đẹp hơn. Và các anh chị cần thêm thông tin gì thì cứ để lại phần bình luận hoặc là inbox cho Haloma để được giải đáp tốt hơn nha. Và đừng quên với Hạ một cái hẹn vào lúc 18h45 mỗi buổi tối, Hạ sẽ ra những video tiếp theo chia sẻ những thông tin về dòng vật liệu mới cũng như là những kiến thức kinh doanh trong ngành xây dựng nội thất này. Vì thế hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haloma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.